Hi, chào anh em, chào mừng em đến quay trở lại với Vlog World Thế giới công nghệ. Thời khắc đã đến rồi, đây sẽ là cái thời khắc anh em chứng kiến cái siêu phẩm này nó mạnh cỡ nào anh em ạ. Một chiếc máy mà nặng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Đây là chiếc Asus ROG Strix K 17 SE phiên bản 6789W mà hôm trước mình đã trên tay cho anh em đây. Với chiếc laptop này trong tầm giá khoảng 108 triệu đồng, chúng ta có cấu hình khủng bậc nhất thế giới trên laptop và một cái hiệu năng cực kỳ khủng khiếp anh em ạ. Mình đã từng trải nghiệm qua rất là nhiều cái mẫu laptop 100 củ rồi, nhưng mà đây là chiếc laptop đầu tiên cho mình cái hiệu năng nó khủng khiếp tới vậy. Vậy thì khủng tới đâu? Hãy cùng Laptop World đi trải nghiệm hiệu năng của chiếc laptop này trong video này anh em nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ đi liệt kê qua một chút về cái thông số cấu hình của máy này cho anh em có thể nắm được. Nếu anh em chưa xem video lần trước thì với CPU em nó sẽ được trang bị là Intel Core i9 Gen 12 12950HX, xung nhịp Turbo Boost ở nhân Performance lên tới là 5.0GHz. Chúng ta có 16 nhân và 24 luồng, trong đó chỉ có 8 nhân hiệu năng cao, 8 nhân tiết kiệm điện. Một hiệu năng nó cực kỳ là khủng khiếp anh em ạ. Bên cạnh đó chúng ta có RAM lên tới là 32GB RAM DDR5, có hai thanh 16GB SSD, 2TB PCIe Gen 4x4, các đồ họa Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 175W. Trời đất ơi, cái thông số cấu hình mà tưởng như là đang mơ vậy, nó nằm ngay trước mặt mình luôn đây anh em. Quá phê rồi đúng không em, quá phê rồi. Vậy thì những điểm mạnh nữa của em laptop này đó chính là gì? Màn hình 2K 240Hz 100% sRGB để anh em vừa quẩy game vừa làm đồ họa được, rất là tuyệt vời. Đó là với chiếc màn hình. Và không những chỉ có 100% sRGB đâu, mà cái màn hình này nó còn đạt xấp xỉ đến tới là 100% DCI-P3 nữa, cho chúng ta làm việc nó phê cực kỳ anh em ạ. Bá cháy luôn trên cái chiếc màn hình này nhá. Và không để anh em chờ đợi lâu thêm nữa thì ngay bây giờ hãy cùng mình tới ngay phần test hiệu năng anh em nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi qua bài test Cbench R23 trước. Với bài test này mình sẽ chạy bài multi-core thì như anh em đã thấy trên màn hình, một cái mức điện năng phải nói là khủng khiếp trên một cái chiếc laptop luôn. 133W điện ngay tại điểm mình bắt đầu chạy bài test. Em nó ăn lên tới là 133W điện trên con i9 này anh em ạ. Và nhiệt độ thì cán mốc là 96 độ C có throttling anh em nhá. Lúc này thì điện áp bắt đầu giảm dần xuống khoảng độ 120, 122, rồi là giảm tiếp xuống còn khoảng 110 và giữ ở mức ổn định. Nó chưa kịp ổn định lắm, nó ở mức khoảng độ 102 thôi thì nó kết thúc bài test luôn rồi, bởi vì là bài test chạy quá nhanh anh em ạ. Và kết thúc bài test chúng ta sẽ có mức điểm số lên tới là xấp xỉ 20.000. Thì để mà cho một cái mức điểm số nó công tâm nhất, mình sẽ chạy 3 lần bài test này anh em nhá. Và chúng ta có thể theo dõi trực tiếp cái điểm số ở đây. Ở lần test thứ nhất nó sẽ cho chúng ta điểm đơn nhân là 1.831 điểm và đa nhân là 19.650 điểm. Ở lần test thứ hai sẽ là 1.862 điểm đơn nhân và 20.295 điểm đa nhân. Và sang tới lần test thứ ba nó cho chúng ta mức điểm số rất là cao, lên tới là 20.500 điểm đa nhân anh em ạ. Và vẫn là 1.862 điểm đơn nhân. Phải nói là một cái mức điểm số nó quá là khủng khiếp đúng không anh em? Hơn 20.000 điểm, 20.500 điểm. Lần đầu tiên chúng ta bắt gặp trên một mẫu laptop luôn. Và có một cái fact cho anh em nhé, là trên cái con i9 này này, cái điện năng tiêu thụ tối đa của nó còn lên tới tận là 157W cơ. Chẳng qua là tản nhiệt có cho phép hay không mà thôi. Thì với em máy này, tản nhiệt của em nó đã cho chúng ta lên tới là 133W điện ngay thời điểm bắt đầu, thì mình thấy rằng là nó cũng đã quá đủ là mạnh mẽ rồi. Và giữ ở mức ổn định sẽ là khoảng trên 100W điện trong suốt bài test, như thế đã là quá mạnh mẽ rồi. Đúng rồi anh em. Rồi chúng ta sẽ cùng sang tới những bài test tiếp theo đi. Ở bài test tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi render cái video 4K 25fps quay bằng Sony 7 Mark 3. Mình rất thường xuyên render cái project này cho anh em rồi, thế này anh em cũng không còn xa lạ gì nữa đâu. Đúng rồi anh em. Thì để xem là cái thời gian render của nó có bị lâu hay không hay là nhanh, thử nhá. Thì với bài test render này, khi mà mình chạy render em nó đã ăn lên tới là 108W điện anh em ạ. Và nhiệt độ giữ ở mức khoảng 92-94 độ C có throttling anh em nhá. Nhiệt độ thì nó ở mức khá là cao, tuy nhiên thì nhiệt độ tối đa của em này lên tới 100 độ C cơ, chúng ta hoàn toàn yên tâm nhá. Và cho chúng ta một cái tốc độ render cũng phải nói là khá là nhanh. Khi mà mình kết thúc cái bài render này thì em nó sẽ chỉ mất có là 2 phút 26 giây trong một clip 4K. Add vào đây khá nhiều effect và anh em biết rồi đấy, clip quay bằng Sony 7 Mark 3 thì nó cũng có mấy khi là nó nhẹ đâu đúng không anh em. Khá là nặng đấy. Tiếp theo thì với bài test format anh em thể thấy ở đây, nhiệt độ nó sẽ là 76 độ C với CPU và 74 độ C với GPU. Lúc này thì GPU ăn lên tới là 175W điện anh em ạ, tối đa. Có những lúc lên tới là 180W luôn, nhưng mà nó sẽ chỉ trong khoảng 1 giây thôi, sau đó tụt luôn. Thì em cho chúng ta mức FPS là khoảng độ 120-130 FPS trong cái màn hình 2K này anh em nhá. Một mức FPS cũng phải nói khá là cao.
Và đó, chúng ta đã render một clip 4K dài 5 phút, add vào nhiều hiệu ứng, effect, màu sắc, các thứ, và đặc biệt là cái hiệu ứng làm mờ khiến cho em nó bị nặng hơn khá là nhiều. Nhưng mà cái tốc độ render của cái máy này nó không ảnh hưởng nhiều. Em nó vẫn trong tầm tốc độ render rất nhanh cho một clip dài 5 phút, chúng ta chỉ mất có là 2 phút 26 giây mà thôi. Một nửa thời gian của clip, quá nhanh đúng không anh em, quá nhanh và quá mạnh. Rồi, hãy cùng mình qua chiến game luôn đi, không test những cái bài test loanh quanh em nói nữa. Chiến game chúng ta mới biết hiệu năng thực tế của nó mạnh mẽ tới đâu đúng không anh em. Bắt đầu thôi. Trước khi vào bài test thì mình có nhắc nhở anh em một chút nhá. Anh em vào cái phần GPU mode để anh em bật cái Ultimate lên để cho nó tối ưu cái FPS hơn, nó tương tự kiểu mode Switch anh em. Đấy, nó sẽ bắt restart lại máy này. Rồi, mình sẽ restart lại luôn. Ok, sau khi khởi động lại lên chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào test game anh em nhá. Và với tựa game đầu tiên sẽ là tựa game Halo Infinite. Mình sẽ để tất cả mức setting ultra luôn, setting cao nhất luôn anh em ạ. Đồ họa thì quá đẹp rồi, đổ bóng gọi là khắp mọi nơi luôn anh em ạ. RTX 3080 Ti làm việc hết sức luôn, hết công suất luôn, ăn lên tới là 170W điện và nhiệt độ lên tới là 77 độ C. Thật ra 77 độ C có vẻ như là nóng đấy, nhưng mà với cái công suất điện như này thì nó đã rất là mát mẻ rồi anh em nhá. FPS đạt chúng ta lên tới là 130fps và lúc drop xuống còn khoảng 110 nhưng mà vẫn rất là ổn. Nhiệt độ của CPU sẽ là 89 độ, loanh quanh khoảng 88-89 độ, cũng vẫn rất là ổn anh em nhá, mát mẻ. Nói chung là với hệ thống tản nhiệt này thì quá khủng bố rồi đúng không nào. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang tới tựa game Euro Truck Driver. Thì với cái tựa game này mình cũng để tất cả lên mức setting là cao nhất luôn anh em nhé, setting ultra luôn. Em nó sẽ cho chúng ta mức điện năng của GPU lên tới là 175W điện và nhiệt độ của CPU vẫn giữ đều đều khoảng độ 80 cho tới 91 độ C. Với FPS sẽ đạt trong ta trong khoảng độ hơn 200 FPS là chắc chắn rồi. Đồ họa thì rất là đẹp mắt anh em nhé, trông rất là thật, đổ bóng các thứ như thật luôn. Với cái nhiệt độ của GPU thì ấn tượng hơn rất là nhiều, vào khoảng độ 75 độ C, rất là mát mẻ. Với tựa game War Thunder thì mình cũng đẩy lên mức setting movie luôn, setting cao nhất trên màn hình 2K này. Và khi mà kết hợp với cả mức switch nó mạnh mẽ như thế thì em đã cho ta mức FPS khá là cao, lên tới khoảng độ 170 cho đến 190 FPS. Nhiệt độ của CPU cũng vào khoảng 91 độ C, với GPU thì vẫn là 75 độ C mà thôi, không quá được, không lên được 80 độ C. Rất là mát anh em ạ. Và với con RTX 3080 Ti em nó ăn lên tới là 155W, có lúc lên tới khoảng 165W anh em ạ. Khá căng đúng không nào. Tiếp theo sẽ là tựa game PUBG. Với tựa game này thì FPS cũng thấp hơn một chút so với cả mong đợi của mình. Em nó sẽ đạt cho chúng ta vào khoảng độ 170-180 FPS. Nhưng mà trên màn hình 2K và Ultra Setting anh em nhé, em nó sẽ ăn lên tới là 169W điện với RTX 3080. Và nhiệt độ của CPU loanh quanh khoảng 84-89 độ C, GPU vẫn là khoảng 76 độ C mà thôi. Quá mát mẻ đúng không anh em. Tiếp theo thì sẽ sang tới tựa game GTA 5. Mình cũng để tất cả các setting cao nhất. Và để tăng độ khó cho game thì mình sẽ để cái reflection này lên là 8x anh em ạ, để cho chúng ta mức đồ họa, màu sắc và độ chi tiết được cao nhất luôn. Tất cả các setting là very high anh em nhá. Lúc này thì khi mà mình chạy xe trên đường, em nó sẽ ăn lên tới là 150W điện với FPS đạt trong ta đều đều sẽ là hơn 180 FPS, lúc drop trong khoảng 150 nhưng mà vẫn rất là mượt. Nhiệt độ của GPU cũng sẽ chỉ giữ mức khoảng 76 độ C, còn CPU thì là 86 độ C. Một mức nhiệt độ vẫn rất là mát, với CPU thì cũng thoải mái ăn điện rồi, nó ăn lên cho chúng ta lên tới tận là 55W điện mà chỉ có chơi game bình thường. Anh em thấy căng chưa? FPS đạt đều trong khoảng độ 180 FPS, thế là rất ổn. Tiếp theo sẽ là tựa game Cyberpunk 2077. Với tựa game này thì khi mà mình để mức setting ultra, em nó sẽ phải gồng gánh khá là nhiều để đạt cho chúng ta mức FPS vào khoảng độ 80 cho đến 90 FPS. Với RTX 3080 em nó ăn được tới 170W điện, nhiệt độ là 79 độ C, sắp xỉ chạm ngưỡng 80 rồi nhưng mà không vượt qua được 80 anh em ạ. Thế mới hay chứ. Và nhiệt độ của CPU thì cũng chỉ loanh quanh khoảng 88-89 độ C mà thôi, trong khi chúng ta chơi game nhiệt độ như này là rất ổn anh em nhé. Cuối cùng sẽ là tựa game CSGO. Với tựa game này thì không phải bàn nữa rồi, FPS luôn luôn đạt trong ta là hơn 300 FPS, đều đều sẽ là khoảng 340 khi mà chúng ta để mức setting màn hình 2K. Và đồ họa thì quá đẹp mắt, mượt mà, chiến game giảm tối đa độ trễ luôn. Và khi mà mình chơi game trên con màn hình này thì cảm giác của mình pro hơn rất là nhiều ấy. Và chúng ta đã vừa được chiêm ngưỡng một chiếc laptop mạnh nhất thế giới, trong tay hiệu năng cực kỳ khủng khiếp và bá đạo trên các màn hình 2K, chiến game 240Hz trên màn hình 2K khủng khiếp như thế nào anh em. Quá mượt, quá phê, quá sướng, sắc nét, màu sắc cực kỳ đẹp mắt. Vậy thì làm sao để có thể mang lại một cái mức hiệu năng nó tốt như thế? Nếu mà chỉ ném vào đây một cái bộ cấu hình khủng này thôi ấy, thì nó chưa thể nào mà đủ được. Và chúng ta phải nhắc tới hệ thống tản nhiệt của em nó nữa. Em được trang bị keo tản nhiệt kim loại lỏng liquid metal. Em nó được trang bị cả hệ thống tản nhiệt buồng hơi phủ rất là rộng ở phía bên dưới này, che rất là nhiều các linh kiện ở phía bên trong này. Đó. Và với cái hệ thống tản nhiệt buồng hơi vapor chamber của Asus thì nó rất là mạnh mẽ anh em nhá. Nó cho chúng ta một cái mức tản nhiệt quá bá đạo luôn.
Đặc biệt là trên một số các cái mẫu laptop mỏng ấy thì rất ưu tiên trang bị tản nhiệt bồng hơi như thế này của Asus. Nó sẽ cho chúng ta hiệu suất tốt hơn rất nhiều, như kiểu là trên chiếc Flow Z13 chúng ta từng được trên tay ấy, cũng là thể bồng hơi anh em nhá. Ok. Thì với một chiếc laptop nặng 3kg và giá tiền của nó là 108 triệu đồng thì anh em cảm thấy chiếc laptop này như thế nào? Hiệu năng của nó có đủ để thuyết phục anh em hay không? Và nếu anh em đang có dư ra khoảng hơn 100 triệu đồng để mua laptop thì mình nghĩ đây chắc chắn là sự lựa chọn số 1 cho anh em về hiệu năng. Hy vọng anh em sẽ cảm thấy thích video này. Đừng quên ủng hộ cho Laptop World một like, một sub cũng như hãy nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.